Chị Ánh ạ, à, tôi đợi lên Gia Lai đánh từng ô tô luôn. Mở bạc luôn, chứ không không đánh mấy từng vừa vừa nè. Chào anh em nha. À, cho làm tự cho đi ngủ. Ok bé, con bé. Chào tất cả anh em nha. Chiều rồi, cho làm tỉ ra đi ngủ. Dạ, tôi nghĩ em ra Hà Tình chơi, ra giải của Đinh Văn Thế. Dạ. Chào anh Khánh Nguyễn. À, có mai nha anh Khánh ơi. Tôi nghĩ cho đi đi Hà Tĩnh chơi. À, đi đi Hà Tĩnh đúng không? Rồi xong rồi đi Gia Lai. Chào anh Tuấn Nguyễn. Chiều rồi cho làm tí cho vui. Cảm ơn các anh có mang nhiều vụ con. Dạ chào anh Thống. Chào anh Chi. Anh trở lại nó vui này, rồi bị sư cổ chấn thương nặng. Dạ, con anh mập tôi luôn ấy, mày thẳng khống chế nghỉ giờ lâu, ăn mày ngủ ấy. Dạ, em cảm ơn anh Trung Kiên. Dạ, chuẩn bị đánh đến cho đánh giải Gia Lai cái anh Đức An ơi. Anh Đức An có đi không chứ mạnh em gặp nhau. Ngủ chi giờ nên mình tức ngồi chiến gì ơi, lóng thân có bị chí rồi không, lóng thân mạnh lắm. Đây là con man chứ không phải lóng thân anh em nha. Thank you.
không hề con lóng thân nữa, đúng lóng thân, lóng thân nữa. Do bò trong phòng á, chứ không có đám ra cho con đậu nữa. Chào Văn Cúc nha. Xuống lái để nhà để cho chim ngủ. Giờ đám mà đám cà phê sức ra cho nó nặng chập. Cái sức đánh nó nè. Đây, cái sức đánh. Không được. Này, con mang đẹp lắm. Này, con mang như bức tranh. Sức căng đẹp. Ok, nghỉ thịnh đó, ngày mai thí thịnh đấy. Chào thịnh. Chào vợ, ngại quá trời vợ đây. Tắt lý vợ đoạn em nhá. Nhà anh em ngày mai. Ngày mai lý vợ đoạn chơi.